tp Chí Minh sẽ giải tỏa hơn 5.000 căn nhà bờ nam kênh đôi vào năm 2018. Thông tin này được đưa ra sau cuộc họp tổ công tác di dời nhà ven kênh rạch thuộc địa bàn quận 8 trong tuần qua. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 Lê Quỳnh Đài, chỉ tính riêng kênh đôi thì phía bờ nam đã có hơn 5.000 căn nhà với gần 26.000 nhân khẩu. Bờ bắc có khoảng gần 1.000 căn hộ, trong đó có gần một nửa số hộ không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân quận 8 đã tiến hành điều tra khảo sát giấy tờ và nguyện vọng tái định cư của người dân. Còn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Văn Khoa cho biết, theo kế hoạch thì trước mắt sẽ thực hiện dự án chỉnh trang đô thị di dời tái định cư cho các hộ dân ở bờ Nam Kinh Đôi. Hình thức thực hiện dự án là hợp tác công tư BBB. Ông Khoa cho biết dự kiến đến cuối năm 2017, sông khâu hiệp thương đền bù với người dân thì đến năm 2018 sẽ triển khai đền bù giải tỏa.